Rồi, đã xong một con máy cho anh khách đến từ Nha Trang. Cái tôm nó có chạy chụp đỉnh không chị? Cái đó gì của nó anh chị? Bình xăng tại mới châm xăng vô nha, chứ cao su cũ nó còn luôn á, nhưng mà nó không đẹp, em thay luôn. À, ống cứ ngắt em thay luôn. Bao không xì không chảy. Đây. Sau đó em có lấy cái miếng da đặng cho nó bảo vệ cái này anh chị. Rồi hơi cái súng luôn rồi. Súng này chứ không phải súng kia anh chị. Nãy nó bị đâm cái này vô nè. Đâm này vô đây nè, cái nó hư cũng ngon luôn. Cũng tiền nữa. Rồi, đã xong xôi một con máy cho anh khách. Ở đây nó hơi dơ dơ anh chị, rửa dữ lắm mà nó mới vậy đó. Echo 341 dòng này nổ cái cục nó lùm. Yên tay ra bóp. Xịn sò luôn. 20.000. Mà thấy dễ bền lắm anh chị. Cái này em bảo đảm anh chị nó không có gãy rồi so đâu. Anh chị thấy nó văng mắt đó là nó chạy con tán này ra nè. Anh chị nào xài này về nhớ tán lại. Tán lại mình đâu có gỡ nó ra chi đâu. Cái rubin sắt nó cũng tán lại nữa anh chị. Cần láp đồ bò này mới tin. Cái này là chút em cho anh theo cái chén này, em sẽ cho anh thêm cái chén ngoài đó. Chứ em để cái chén này cho anh mà không đưa chén kia là ra ngoài là anh không có gắn nó với cái bát cước được luôn. Đó. Rồi cái này là theo em cho anh theo một cái cọng dây đeo nè, bãi nè, một cái chấm cỏ nè, một cái bát cước. Mà cái bát cước này á, là em hết bát xanh rồi nha anh chị. Nhưng mà bây giờ em còn cái bát này là bát này mạ vàng á, phải cho nó hên anh chị. Bữa giờ màu xanh em đời em không có xanh gì trơn á, em cho màu vàng cho nó hên. Nhưng mà loại này loại dày loại nặng nha anh chị. Cái cục này hình như em thấy bữa nó chóc chóc ra giống như nó, bữa em bán cái bát cước kia nó bằng không biết phải bằng nóc không biết. Em không biết nha, chưa biết nè. Tại đợt hết đợt xanh anh chị, còn đợt này nè. Nhưng mà nó cũng dày lắm. Đó. Chủ yếu là nó có cái rãnh ở trong anh chị. Đây. À, gửi hàng cho khách. À quên nữa. Có mấy chú với mấy anh thông cảm em nha. Tại vì mấy cái clip của chú G4K clip á. Với của chú Lưu Chí Quỷ á. Chú thông cảm với con nha. Chú Lưu Chí Quỷ ở Đắk Lắk á. Tại con bán cái máy 341 cái anh kia anh hồi, nhưng mà cái con chuyển đơn này của cái máy cái anh Nha Trang nè, chuyển qua anh này, nhưng mà bưu điện người ta lu bu quá, người ta quên đó anh chị, ta giao hẳn luôn, ta giao vô cho anh đó, cái anh không lấy, cái em mới điện cho bưu điện kêu nó nói chuyển đi đó, cái chuyển đi xong cái mà bảo lu bu quá cũng quên điện ngoài luôn. Hỏi cái ông kia ông đợi sao, ông anh kia ông đợi sao, tại ảnh có dần cọc 200 anh bỏ không uổng hay sao á. Cái anh thấy vậy cái anh gỡ ra anh cầu hay sao á, cái anh thấy cái máy mới quá rồi anh lấy luôn. Làm hai giờ em phải dọn máy khác đưa cho anh khách này, tại anh khách này anh cũng đang cần gấp á, lâu quá rồi đó. Rồi bây giờ từ đây gửi ngoài cũng 3 ngày 4 ngày gì nữa đó. Rồi thôi để em kết nối anh chị. Dòng này á, cái tiếng nổ á, thì nó nghe nó lực, nhưng mà cái đề ba em thấy nó không lẹ bằng 311 nha. 311 hồi nãy nó nhẹ lắm, bấm nó lên phát. Còn này là nó cái máy nó có cái độ nó nghe tiếng nói, nhưng mà vô tải là thằng này nó sẽ giữ hơn 311 anh chị. Cái này là em chưa có vô mỏ bò nha. À, chút xíu nữa em sẽ vô mỏ bò. Rồi xong. Thôi em chào. Nay nghỉ sớm anh chị ơi, mệt quá, cộng dây đeo này dây đeo bãi nha anh chị. Mà em hết rồi, em còn mấy cộng à. Có một cộng này là mới nhất nè. Tại vì em có lỗi với anh này nè, tại vì giống như gửi hàng trễ quá. Đó. Rồi thôi, em chào.